Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mà mình ứng dụng để phục hồi một cái ảnh mờ như thế này. Thì đây là một cái tấm ảnh, các bạn thấy nhìn hình rất là mờ, nên mình chia sẻ với các bạn cái cách mà mình ứng dụng để giúp các bạn có thể gặp những cái trường hợp tương tự, có thể ứng dụng được trong mọi cái tấm ảnh ha. Thì hiện tại mình đang sử dụng một cái phần mềm rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Thì đây là một cái tấm ảnh mờ nên mình sẽ thực hiện nhanh trên HIPPO Photo AI. Thì kết quả của nó cho thấy là nó sẽ không nhận diện được nha các bạn. Tuy nhiên thì cái phần mềm này nó đôi lúc nó lại nhận diện được, đôi lúc nó lại nhận diện không được. Thì có một nguyên nhân chính vẫn là cái khuôn mặt quá quá là mờ. Thì mình cũng hay sử dụng một là HIPPO, hai là mình test qua cái hàng Topaz Photo AI, thì mình thấy Topaz Photo AI nó vẫn không nhận diện được luôn. Thì chứng tỏ là cái tấm ảnh này nó rất là mờ nên nó không nhận diện được. Thì theo mình á, mình thường á, thì mình sẽ tạo một cái dáng của tấm hình trước. Thì trong trường hợp này á, các bạn thấy mình đã vẽ lại một cái khuôn mặt sơ thôi. Nói chung là mình định dạng lại cái mắt mũi miệng. Tuy nhiên á, thì cái miệng của cái tấm ảnh này á, nó lại rất là mờ nên mình không thể nào mà vẽ bằng những cái công cụ brush ở trên Photoshop được. Nhưng rất là may mắn là bây giờ mình lại có Photoshop AI, mình chỉ ra cái lệnh là cái môi. Các bạn chỉ khoanh cái dáng của cái môi, các bạn ra cái lệnh là blip, nói chung là cái môi đấy, thì nó sẽ vẽ lại chúng ta được cái môi. Tuy nhiên thì nó sẽ ra rất là rõ nên mình sẽ giảm mờ xuống để cho nó tiệp với cái hình gốc á. Nói chung là mình phải tạo một cái tấm ảnh nó tương đối nó mờ 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 nó gần giống với cái hình gốc. Chúng ta không làm quá rõ cái vùng môi mà chúng ta làm vẫn mờ xuống, thì khi mà phần mềm nó sẽ dựa vào cái ảnh gốc nó tái tạo lại thì nó sẽ đẹp hơn. Thì trong trường hợp này mình đã ứng dụng như vậy. Thì các bạn thấy khi mà mình đã chạy tiếp tục, mình sử dụng HIPPO Photo AI hay là Topaz Photo AI đều nhận diện được trong cái trường hợp này, nhưng mà tuy nhiên nó lại ra hai kết quả khác nhau ha. Thì mỗi phần mềm á, đều có những cái tính năng riêng và những cái đặc điểm riêng, các bạn sử dụng làm sao á, mà cho nó phù hợp là được, không nhất thiết á, là phải sử dụng một phần mềm. Tại vì mình á, thì mình sử dụng rất là nhiều những cái phần mềm khác nhau. Có thể là mình sử dụng cả hai để mình kết hợp lại thì mình thấy hiệu quả thì mình giữ, còn các bạn thấy mà nó không phù hợp thì các bạn cứ bỏ ra thôi. Thì thường á, những cái tấm ảnh dạng này á, thì mình xử lý lại rất nhiều lần, nhưng mà cái cách của mình á, thì mình chỉ dựa vào cái file gốc. Khi mà mình sẽ làm hoàn hảo cái tấm ảnh rồi, sau đó mình sẽ để một cái file gốc ẩn ở lớp layer dưới á, để mình so sánh và mình có thể mình cắt lại và mình làm lại thêm một lần nữa thì tùy thôi. Nếu như mình làm mình thấy nó tương đối gần giống đó, thì mình sẽ cho khách hàng xem. Thì theo mình đó, thì mình thấy xử lý như vậy đó, nó tốn rất là nhiều thời gian. Nhiều khi mình làm xong đó, rồi mình cũng phải làm lại và mình dò lại từ từ phần nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy mình làm hết khả năng của mình, chứ thật sự thì mỗi cái tấm ảnh đó, nó đều có những cái đặc điểm riêng. Rồi thì trong video này mình chia sẻ các bạn nhanh cái ứng dụng và cái cách làm của mình. Thì các bước sau thì rất là đơn giản rồi, chúng ta chỉ sử dụng những cái phần mềm rất là đơn giản, cắt ghép thay áo và phần tóc đó. Thì bây giờ mình đã chia sẻ rất là nhiều những phần mềm như là CareAI hay các bạn xử lý trực tiếp trên Photoshop thì vẫn là ok thôi. Tại vì Photoshop bây giờ nó rất là hay, các bạn có thể ứng dụng rất là nhiều những cái dạng ảnh để các bạn làm dịch vụ thì rất là tuyệt vời. Rồi thì cái video này mình chia sẻ các bạn rất là chi tiết cái cách mà các bạn xử lý những dạng ảnh mờ. Thì cái công cụ duy nhất vẫn là những cái phần mềm và các bạn ứng dụng làm sao mà cho nó hợp lý. Thì mình có up những cái cách mà chúng ta sử dụng HIPPO. HIPPO thì các bạn sử dụng full tính năng rất là hay nha. Rồi thì đây là cái chia sẻ của mình trong cái video này. Nếu các bạn thấy hay hữu ích nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Thì những cái nội dung mình chia sẻ thường là quay quanh những cái dạng ảnh làm ảnh dịch vụ và những cái bạn mới học thì có thể tham khảo thêm ha. Tại vì bây giờ cái công nghệ AI là nó quyết định chúng ta tạo ra một cái tấm ảnh đẹp hay xấu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Đó là HIPPO Photo AI, thì đây là một cái phần mềm bản quyền. Thì các bạn nếu mà các bạn sử dụng bản miễn phí thì vẫn được, tuy nhiên thì nó khá là chậm nha, nên các bạn lưu ý. Thì mình thấy cái giá bản quyền hiện tại cũng khá là rẻ rồi. Rồi, nói chung thì mình cũng không có quảng cáo gì cái phần mềm này, tại vì mình thấy sử dụng hiệu quả.